Chào bác, đang dỡ rất là nhiều đầu CD ngon phục vụ các bác. Đây, lô đầu CD của Nhật. Này, các bác nhìn lô này có cả mặt vàng, mặt đen. Mặt vàng lô này cơ bản có mùi gỗ hết. Mà gỗ rất là đẹp. Này, dùng 155L này. Này, mà gỗ vỏ piano bóng rất là đẹp. Xuất sắc. Đây là một 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 năm 50G cũng mà gỗ luôn. Đây là 1650G cũng mà gỗ luôn, còn đầu chất thôi. Đây là 365S cũng mà gỗ của Sony. Thêm một này em nữa, 1650GL cũng mà gỗ, vỏ piano đẹp tuyệt vời luôn. Đây thêm một em Sony X55S này, một em 338SD nữa này, và vừa về bên Thắng Auto. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2018. Lô này em về được cả thêm những cái dòng bô 321, 321 CD2. Lô này sở dĩ đẹp bởi vì đóng xốp rất cẩn thận. Đây, tí em sẽ dỡ. Đây, đây là súp bô. Dây rắc dây rắc này. Tay bô đây. Đóng xốp rất là cẩn thận. Vẫn đang về tiếp, đây là súp của nó đây. Lô này loa về rất đẹp. Đây, loa Diatone này. Là một cái clip tổng hợp để các bác có nhu cầu các bác alo đây. Số 098 369 8887. Toàn hàng đẹp không? Rất đẹp.